Bà sai gì ơi? Bà đang làm gì đấy? Hôm nay hai bố con mình đi vào trong phố cổ để mua bóng bay đi. Đi, con có muốn đi không? Thế hôm nay hai bố con mình sẽ vào trong phố cổ mua bóng bay nhé. Đi thôi. Thế, mà sao chị ơi? Thế bây giờ hai bố con mình sẽ đi tìm cửa hàng xem có cửa hàng nào không thì chúng mình sẽ mua bóng bay nhá. Đi thôi. Ôi, ở trên này nó có heo đất chưa? Rất là nhiều heo đất nhá. Em ơi, ở trong phố cổ này rất là nhiều heo đất. Cửa hàng bán heo đất đa liệt luôn. Bạn sai lần thi của chúng ta đang đi tìm một vài cửa hàng bán bóng bay để chúng ta mua bóng bay về chơi đấy các em ạ. Biết bạn sao lần gì của chúng ta đã tìm thấy cửa hàng bóng bay chưa mà đi lâu hết rồi đấy các em ạ. Ôi các em, bạn sao lần gì của chúng ta đã đến một khu phố rất là nhiều đồ. Và đây rồi, đây là một cửa hàng bán rất là nhiều bóng bay nhé các em ơi. Bóng bay xoắn ạ. Chúng ta cùng xem sẽ mua một vài loại bóng bay để về chơi nhé. Bạn sao lần gì muốn mua loại bóng bay nào? Bay xoắn ạ. Các con xem nhé. Đây đây những quả bóng bay xoắn này rất là đẹp nhé, rất nhiều. Đây đây một loại bóng bay đây này. Chúng ta sẽ mua bóng bay dài nhá. Xem. Đây bóng bay dài đây con ơi. Đây một túi bóng bay dài. Đây một túi bóng bay dài này nhá. Đây một túi này. Thế con chọn đi, con chọn đi. Bóng bay này á, bóng bay này bóng bay xoắn mà. Rồi, lấy một thứ này được. Thứ nhiều màu sắc vào. Con lấy thứ nào? Cái thứ nào lấy thứ đấy nhá. Rồi lấy thêm một thứ bóng bay dài kia nữa kìa. Đấy, đấy thứ ấy. Mấy cả lấy một túi bóng. Đây, thứ bóng này rất là nhiều sao nhá. Nhiều sao kìa. Túi này thì có nhiều màu sắc khác nhau này. Có túi bóng nhỏ nhỏ con không ạ? Có túi bóng nhỏ bé bé. Dạ. Không có ạ. Ơi. À bên đấy biết không? Ơi con ơi xem đây mua. Đây, hai túi này bao nhiêu tiền đấy ạ? 80.000 ạ. Vậy. Dạ. Con xem có cái con túi bóng nào đẹp đẹp nữa không nhỉ? Đấy, túi này màu tím này, màu vàng ham này, thấy không? À. Ôi túi này tao bóng tím này. Hả? Cái nốt đây là nốt thủng để cho nó kháng bóng đấy. Không ạ. Cái đấy một khác. Xong chưa? Xong chưa? Hả? Xong chưa? Để chúng ta sang bên kia mua một túi bóng bay bé bé đấy đi. Đấy à, đấy đi con xe nào. Đấy là con Ken, đấy là Ken. Đây bóng bay đây. À đấy túi bóng bé bé. Bóng bay gì? Bóng mặt cười đấy á. Bóng mặt cười này to nhỉ? To nó là chi này em ơi. Không, nhắn thích túi bóng bay bé này. Thế bóng bay bé này nhá. Một túi gì? Bóng kèn, cho nó lấy bóng kèn. Bóng kèn á? Wow, túi này đẹp chưa? Hãy lấy túi bóng này đi con ơi, túi bóng này rất là nhiều màu sắc đây. Túi này lấy túi này. Lấy túi này nhá. Không có tin thì túi này cơ. Lấy túi bóng kèn á. Đẹp nhá. Lấy
lấy thêm một túi này nữa nhá. Tôi lấy thêm một túi này cho túi bóng. Cho vào. Lấy túi bóng nữa. Cô cho cháu túi bóng. Này, thằng bé ơi. Ngồi ra đây bắt cháu bình sữa này. Đây à, lấy thêm một túi bóng nhỏ nhỏ này nữa nhá. Hai túi nhá. Này, qua thoải mái đi bạn cho vào trong đó. Từ đấy à? Không ạ, bơm chưa lấy được. Từ bóng này đẹp không? Qua từ bóng sao? Từ bóng sao đẹp chưa? Bắt cho anh đi. Thế từ bóng đấy à? Hả? Lấy không? Không thì chọn một thứ khác. Bắt cho anh đi. Ôi, đến đây cho con mẹ cười à? Giơ lên xem nào. Ra lên. Mặt cười đấy á. Có cái quả này. 40 quả. 30 quả, 30 quả. Đây cái màu đỏ này nhá. Xem thứ màu đỏ, màu xanh này nó nào. Thứ màu đỏ đẹp không? Đây là màu xanh. Màu xanh đẹp không? Quá đẹp. Có lấy màu xanh không? Không lấy màu xanh à? Đây là màu cam. Thế mỗi túi một màu. Màu tím. Đây lấy túi này vậy. Đây lấy mặt cười đây. Lấy túi nào? Con lấy túi nào? Lấy con lấy túi nào? Nào. Nào bạn sai xin đi lấy túi nào? Đâu? Này lấy túi này á. Sao túi này là túi dài, không phải túi mặt cười đâu. Con lấy túi mặt cười, túi đấy. Hả? Con lấy túi nào? Hả? Con lấy túi nào? Đâu, quay đây xem nào. Ô, chẳng nhìn thấy gì cả. Túi bóng đấy cũ lắm mà xấu lắm. Mới quyết định lấy túi đấy à? Quay đây xem là con quay thế ai nhìn thấy. Túi bóng sao? Rồi. Rồi chúng ta quyết định lấy thêm túi này đấy nhá. Đấy cho bà đi, con cho bà đi. Đưa cho bà cho chưa? Rồi chúng ta cùng xem có túi bóng nào đẹp nữa không nhá. Sao không bố? Đây túi bóng này cũng rất là đẹp đấy. Chào. Rồi chúng ta sẽ lấy thêm một túi này nữa nhé. Và bạn sao thì xin mua xong chưa? Đi về nhá. Đi đi. Rồi, hai ba con của bạn sao thì xin đã mua xong bóng bay và bây giờ chúng ta ra về các em nhé. Vậy là bạn Sa Đệt Si của chúng ta đã mua được rất nhiều bóng và ra về rồi các em. Và chúng ta sẽ đi về để xem bạn ấy mua được những loại bóng gì nhé. Và chúng ta sẽ cùng chơi bóng bay với các bạn Sa Đệt Si các em nhé. Hôm của bạn Sa Đệt Si đang đứng đứng Si các em ơi. Nhanh lên, sắp về đến xe rồi, chạy đi. Chào nhé. Vậy là bạn Sa Đệt Si của chúng ta đã vào phố cổ mua được một túi bóng bay rất là to. Và bây giờ bạn ấy đã đi trở về đến chỗ xe điện rồi các em ơi. Và chúng ta chuẩn bị lên xe điện về nhà nhé. Con đã trèo lên xe điện đi. Lên đi. Được chưa? Được con này có xe điện chưa? Chúng ta thử xem trong này có gì không đi. Sao có những loại bóng nào nhá? Dở ra. Có dở ra đi. Mua được những mấy túi bóng nào? Một túi bóng rất là to và đẹp nhá. Tiếp tục thế, xem còn túi nào nữa không? Hai túi bóng. Một túi bóng. Đây là một túi bóng xoắn này. Và tiếp theo là một túi bóng dài sao nhá. Và còn túi bóng nào nữa không con? Đây là một túi bóng may sắc màu nhá. Rất là nhiều màu, đủ các màu sắc. Tiếp theo. Đây là một túi bóng may bé tí thế ạ.